Hi, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái cây thụ phấn bông sầu riêng đơn giản rẻ tiền hiệu quả nhé. Thứ nhất là mình mua một cái dây ni lông này nè, mua ở ngoài tiệm tạp hóa, nó chỉ có 5.000 một cuộn thôi. Đó, chỉ có 5.000 một cuộn thôi nhá. Rồi mình chuẩn bị một cuốn sổ. Cuốn sổ này thì nó cái chiều cao của nó, các bạn tìm cái cuốn sổ nào mà chiều cao nó khoảng cái chừng 15 cm nhé. Đó, cái độ dày nó cỡ này nè. Rồi, một cái lược mà nó phải có cái răng 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 thưa nha. Rồi, một cái ống bình minh. Một cái ống bình minh cao khoảng chừng 20 cm, mà chọn cái phi của nó là phi 21. 1,2 ly thôi nhé, để cho nó nhẹ. Đó. Nhớ nhớ là nếu mà các bạn không có cái ống bình minh này á thì các bạn lấy cái cây cũng được, cái cây gì cũng được, vót cho nó đẹp, cho nó tròn trịa lại, nhưng mà phải to to cỡ cái phi 21 này thì nó mới ok nha. Rồi bây giờ mình tiến hành hướng dẫn cho các bạn nha. Đây là trước trước khi trước trước khi mình làm á thì mình cắt cái dây ra 1,5 m. Đó, mình đo 1,5 m mình cắt ra nhé. Đợi mình cắt 1,5 m rồi đó. Rồi, một sợi dây 1,5 m. Giờ. Rồi. Rồi cái sợi dây này á, mình sẽ để ở quyển sổ như thế này. Rồi, mình sẽ để ở quyển sổ như thế này. Và bắt đầu là cái dây á, bắt đầu mình đo mình quấn nè. Mình quấn nha. Rồi, mình quấn. Rồi mình rút cái dây này nè, để cho nó ngắn lại nha, để mình cuốn cho nó dễ nha. Đó, mình căn tới đây nè. Rồi xong bắt đầu mình cuốn cái quyển sổ. Rồi mình cứ cuốn cuốn vòng tròn quyển sổ như vậy nè. Nhưng mà nhớ, các bạn nhớ là khi mà mình cuốn á, mình cuốn lỏng tay thôi nhé. Mình cuốn lỏng tay thôi để tí nữa mình tháo ra cho nó dễ. Chứ chứ mà các bạn mà cuốn chặt tay quá là tí hồi tháo không 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 có ra được đâu. Nó khó ra lắm. Đó, cuốn lỏng tay như vậy nè. Cuốn lòng tay vậy đó, và cứ cuốn từng lớp một, cuốn cuốn từng lớp một đó. Mình hướng dẫn rất là chi tiết nha, các bạn làm theo nha. Đó, mình cứ cuốn từng lớp một, xong rồi cái lớp thứ hai mình lại đè lên cái lớp một đó, mình lại quay ngược lại. Và cuốn lòng tay thôi nha, cuốn chặt tay là tí hồi nó rút ra khó lắm á. À, mình cuốn vậy đó. Cái này á, mình mua chỉ có 5.000 một cái à, một 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 cái cuộn dây ni lông này có 5.000 một cuộn à, mà tính ra cái cây trộn lông gà mà mình mua á, thì nó cũng phải rơi vào tầm 20.000 một cây rồi. Mà một mùa sầu riêng mình đi thụ phấn như thế này nè, mình phải mua tới chắc phải cả 4-5 cái chứ đâu có phải một cái mà được đâu. Tại vì cái hoa sầu riêng nó có cái mật á, mỗi một lần mà mình thụ phấn xong một đêm là cái mật đó nó dính đầy vô cái chổi lông gà đó, là mình phải rửa rồi. Nó cũng khó lắm. Mình phải mua tới mấy cây, nó tốn lắm. Mình mua cái cuộn này có 5.000 một cuộn à, mà một mùa sầu riêng á, thường mình thụ phấn tầm 7 ngày thì mình làm 7 cái luôn, 5 nhân 7 có 35.000 à, hết có 35.000 à, mà được 7 cái luôn. Làm xong một mùa rồi, các bạn nếu mà ai mà còn muốn tiết kiệm nữa thì cứ mỗi một buổi tối mà thụ phấn xong đó, mình ngâm nước đi, mình ngâm nước xong rồi sáng ra đó, sáng ra mình lấy cái mình cứ ngâm nước rồi sáng ra mình lấy cái bàn trà đó, mình trà cho nó sạch đi, xong mình phơi. Mà lúc phơi ấy là mình phơi để tí tí mình chỉ cho, mình phơi là mình chốc chốc ngược cái này xuống, chứ mình đừng có phơi lên để cho nó cứng ấy mà. Đó, cứ cuốn vậy nhá, cuốn cho hết cái cuộn dây luôn. Này là thụ phấn là rất là nhanh nhá, nó nhanh, nó dễ hơn chổi lông gà ấy nha, tính ra là nó dễ hơn chổi lông gà á. Rồi, cuốn đi.
Cuộn này mình thấy dư luôn á. Nếu mà làm là các bạn có thể chia làm đôi cũng được nữa nha. Mình làm vậy thì nó to. Cuốn cho hết luôn. Hết cuộn luôn. Rồi cái cuối cùng ấy, nó mà dư á, cái cuối cùng mà nó mà dư ra như vậy nè. Bạn cắt ngang ra nhé. Cắt ngang à. Rồi. Rồi cái dây nãy nhớ là mình đã rút ra như vậy nè. Đó, bây giờ mình rút rút khoảng vô giữa nhá. Mình chia làm đôi, mình chia cái dây 1,5 m đó vô làm đôi. Xong bây giờ là mình rút nè. Mình rút ra nhé, mình tháo ra nhé. Đó, mình để cái cuộn sổ xong mình rút nén nó xuống. Nén nó xuống. Nén nó xuống để mình lấy ra nha. Các bạn cẩn thận nha. Đó, lúc mình lấy ra mình phải bóp bóp lại cái này nè để cho nó khỏi bị chặt ra nha. Đó. Rút lên. Này mà mình mà làm mà mình nãy mà mình cuốn chặt quá là mình khỏi rút ra luôn á, nó dính chắc lắm. Rồi rút ra. Đó. Ra như thế này nè. Đó, nó ra như thế này nè. Cái dây 1,5 m các bạn chia làm đôi nha. Rồi. Mình cột lại. Cột sơ lại nha, cột sơ lại. Rồi. Bây giờ mình cho nó lên như thế này. Đó, cho lên như thế này. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ mình lấy cái ống bình minh nhé. Lấy cái bình minh nhé. Mình đưa nó vô cái lỗ này nè. Đó, thấy chưa? Mình đưa vô. Đưa vô cái chừng khoảng cái chừng mình đưa vô như vậy nè. Đó, mình đưa đưa vô lõi như vậy nè, khoảng cái chừng 5 5 6 cm vậy nha. Đó. Xong rồi mình cột dây lại. Bóp nó nha, bóp cho nó chắc lại nha. Đó. Rồi cột dây lại. Rồi. Là bắt đầu là mình lấy cái dây nào mình cuốn nè. Cuốn thật chắc nha. Cuốn thật chắc nha, kéo hết ga nha, kéo cứng thật cứng tay luôn. Kéo thật cứng tay luôn nha. Dây này mình cắt 1,5 m thì nó mới đủ. Còn cắt ngắn hơn là nó không đủ đâu. Rồi, tiếp cái kia thì quay ngược lại. Rồi, các bạn quay tiếp lên. Rồi, cột lại nhá. Rồi mình cột lại nhá. Cột chắc nha. Đó, thì nó sẽ ra như thế này nè. Rồi. Đó, nó sẽ ra như thế này nè. Thấy chưa? Rồi, cắt 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 cái thừa đi. Đó. Rồi bây giờ cái ở trên này nè, mình mới cầm kéo á. Mình cắt nha, mình cắt hết ra nha. Đây nè. Đó, mình cắt ra, mình cứ đưa lên rồi mình cắt ra. Cắt hết ra nha, mình cắt hết ra nha. Để cho nó ra làm đôi đấy, cắt nó ra làm đôi đấy. Rồi, tìm nha, tìm mình coi cắt hết nhá. Cái nào mà chưa cắt là mình cắt hết nhá.
để cho nó không bị cứng á. Chứ nếu mà không mình không cắt làm đôi hết, mình cắt kỹ là sợ nó cứng á, cái bông sầu riêng của mình nó bị ảnh hưởng. Đó, thấy nó ra một cái bông to chưa? Rồi, các bạn tỉa sơ sơ lại cho đẹp nhá. Tỉa sơ sơ lại. Tỉa sơ giữa lại. Đó. Còn cái sót này chưa cắt này, đó. Mình tỉa sơ sơ lại cho nó tròn đẹp. Rồi, thế là xong. Rồi, cái nào mà nó rũ xuống vầy nào bạn cắt luôn nhá. Cái nào mà nó chẳng may nó bị rũ xuống vầy nào, cắt bỏ nha. Đừng 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 có để rũ, rũ không có ngon đâu. Cắt bỏ đi. Cái nào rũ xuống cắt bỏ đi. Rồi. Bây giờ khi mà ra được cái như thế này rồi. Đó. Các bạn lấy cái lược này nè. Nhớ nha, mình tuốt á thì mình lấy mình chỉ tuốt cái khu vực ở trong giữa thôi nè. Còn cái ở ngoài này nhá, mình đừng có chải nha. Cái ở ngoài này mình mà chải á là nó sẽ mềm, mà khi mà mềm á nó sẽ rũ xuống như vậy nè. Còn mình để như vậy để nó cứng, để cho nó không bị rũ xuống nha. Thì bây giờ mình mới lấy cái phần lõi thôi nè, lấy cái phần ở lõi thôi nè. Đó, lấy cái khoảng phần lõi nè. Đó, lấy một cái lõi của nó thôi. Đầu là mình lấy cái lược mình chải nha. Đó, mình chải cho nó tưa ra. Chải cái phần lõi cho nó tưa ra. Cho nó nhuyễn ra. Lấy cái phần này nè, phần to của cái lược á, thưa cái chỗ răng thưa thưa của lược á, mình chải cho nó nhuyễn ra. Cho nó tưa lên, cho nó bông ra. Đó, mình chải cái phần lõi, còn cái phần viền ở ngoài là mình đừng chải nha. Chải như vậy là nó sẽ bị mềm á. Cái phần viền ở ngoài nó mềm, mai mốt á mình thụ phấn nó được chút xíu là rũ hết xuống à. Mình làm như vậy nó đỡ rũ. Như mình còn sót cái này mình chưa cắt nè. Đó, còn sót chưa cắt nè. Rồi, xong. Rồi, xong. Rồi, mình tuốt lại. Thế là xong rồi đó. Đấy là xong được cái bông tôi đó. Đó, cái thủ ấn của mình nè. Thấy không? Đó. Bây giờ mình đi mình quay cho các bạn coi, mình hướng dẫn cho các bạn thụ phấn nhá. Đó vậy thôi nè. Rồi bây giờ mình lấy cây sào, mấy cây sào mình cột vô cái cây này thôi rồi mình thụ phấn thôi. Lấy cây sào ở chừng 2 mét 3 mét gì đó nó vô. Rồi bây giờ mình ví dụ nha, thụ phấn nè. Đó, đã không, dễ không, cho nó tua ra đẹp không, tua ra ơi là tua luôn này. Thụ phấn là đúng nhanh luôn á, mình thấy nhanh hơn chỗ lông gà luôn đó nha. À, bây giờ bông đây, ví dụ hôm nay cái chùm bông này chuẩn bị nó xẻ nhụy nè. Đó, khi mà nó xẻ nhụy thì mình chỉ cần nè, đó, đưa qua cái một là coi như là muốn hết một chùm rồi. Mình từng chùm chùm nè, đưa qua đưa lại cái một nè. À, là xong, thế thôi, đơn giản lắm. Này nó bị rụng hết rồi, không có cái nào để mình ví dụ nhỉ, nó bị rụng hết cái bông sầu riêng rồi, rụng cắn hết rồi. Này nó xả nhụy rụng cắn hết rồi. À đây, đây đây còn nè. Còn cái này chưa chưa rụng nè. Đây nè. Đây cái này hên quá, cái này còn chưa rụng nè, mình có cái để mình nói nè. Đây mình ví dụ nha. Khi mà thụ phấn sầu riêng á, mình chỉ thụ phấn từ 6 giờ chiều cho tới 10 giờ tối đêm thôi nhá. 6 giờ chiều cho tới 10 giờ tối. Bởi vì sao? Bởi vì đây nè, đây 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 này cái tim này nè. Cái này nè thì người ta gọi là cái vòi vòi nhụy 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 cái đó, cái ở giữa đó nó là nhụy cái này nè, cái vòi này nó là nhụy cái. Còn cái nhỏ 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 xung quanh này nè, đó, cái nhỏ nhỏ xung quanh này nè nó là nhụy đực đó. Thì cái nhụy đực này nè, cái nhụy đực này nè nó chỉ chín từ 6 giờ chiều cho tới 10 giờ tối thôi. Cho nên á, mình chỉ thụ phấn giờ đó thì cái hạt phấn này nó bung ra rất là nhiều. Mình thụ phấn nó mới hiệu quả nhá, mình thụ phấn nó mới dính vô được cái vòi nhụy nè. Đó thì nó mới hiệu quả. Đó. Thì khi mà thụ phấn á, mình dùng sử dụng cái này nè, mình chỉ quẹt sơ qua một phát một rồi mình quẹt sơ lại một cái là nó dính đều hết vô cái vòi nhụy này là xong.
mình đừng có thụ phấn nhiều, không cần nhiều đó, chỉ cần là quẹt qua một lần xong rồi quẹt lại một lần nữa là coi như là xín hết đó. Vậy thôi, mình chia sẻ vậy. Thụ phấn thì mình chỉ thụ phấn khoảng cái chừng 7 ngày thôi, trong cái giai đoạn mà nó sẽ nhụy rộ nhất của cây sầu riêng đó. Thì mình chia sẻ như vậy, cái này nó rẻ tiền lắm, mình làm cho nó vừa rẻ tiền vừa hiệu quả nhá, mà cái này thụ phấn rất là mau nữa. Thì mong quý cô chú anh chị mình biết được rồi mình làm cho nó rẻ tiền cho nhà vườn mình nhá, mình làm mình hiệu quả mà nó lại mang lại cái kinh tế cho mình mà nó lại rẻ tiền nữa đó, rất đơn giản luôn. Mình làm mới chừng 7 cái thôi, thụ phấn 7 ngày. Còn ai mà siêng thì rửa mỗi một lần như vậy, thì rửa đi thì chà đi là nó sạch hết cái nhụy, cái gọi là gì nhỉ, cái mật ấy, mật hoa ấy, nó dính vô, nó dính hết kín mít ở trên cái bông tuổi nè đó, vậy thôi. Nếu mà quý cô chú anh chị và các bạn mà thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.